Âm thanh bãi Trấn Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em. Hôm nay là mình đã lên clip một số đồ mình bán cho mấy anh em. Trước tiên thì mình để cặp loa 30 nè ha. Loa 30 này cùng bằng 6 mấy 70 mấy anh em. Loa này không chỉ, loa nét sồn mấy anh em. Nét sồn nha. Nét sồn 30. Nè, màn có số nè ha. Đây. Từ 180 ha. Loa này lời thì cực kỳ hay mấy anh em nha. Keo nè. Từ đen nha mấy anh em. Nè. Màn bằng sợi thủy tinh mấy anh em nhìn nè. Rất đẹp nha. Hai lo này giống nhau mấy anh em. Để đích giống nhau hết mấy anh em nha. Cặp này giống nhau. Lo nó sầu còn mới đẹp hết. Nè. Keo zin của nó là mấy em. Keo zin luôn. Lo này cũng còn chưa bắt ốc chưa xài luôn nè mấy anh em. Đó. Lo còn chưa bắt ốc chưa xài luôn ha. Còn quá mới đẹp luôn. Nè, màn mình sợi thủy tinh ống ánh ánh luôn mấy anh em. Quá đẹp. Nè. Hai chiếc này gần giống giống nhau luôn mấy anh em. Chống hệt nhau luôn, không lai chỗ nào cho anh em ha. Lo nét sồ màn số luôn ha. Lo 30 rất đẹp luôn nè. Lo mới tinh thì linh tinh, mới chín mấy phần trăm ha. Cặp này đầu lai mình bán cho 2.300.000 nè. Lo này xài lời là hết ý mấy anh em, xài lời hết ý nha. Rồi ở đây mình có một cặp PNC nè, đích lai nhau mấy anh em, nhưng mà lo bãi xịn sò ha, keo màu hồng. Đích lai nhau, đích có lỗ đích không lỗ mấy anh em. Lo này từ 190.000 con 76 luôn mấy anh em. Keo màu hồng nè. À, màn mình sẽ lấy tinh nè, quá đẹp luôn mấy anh em à. Đây nè. Đế cũng giống nhau luôn mấy anh em. Đế nè, hai cái đế này giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở trên này thôi. Trên có lỗ nhưng không lỗ, đế từ giống nhau luôn mấy anh em thấy không? Keo giống nhau luôn. Cuốn 76 từ 190 giống nhau luôn mấy anh em ha. Nó là nhau xíu ha. Nè, lo rất đẹp luôn. Đây. Lai nhau xíu nè. Màn nhện giống nhau hết trơn mấy anh em. Lai nhau xíu nè. Ha, cái lô này nó cấn lỗ mũi xíu nè ha, cho nên nó cấn lỗ mũi chút xíu, cho nên cái này nó không ảnh hưởng gì đâu anh em. Về số lượng nhiều nó đè nó cấn nhau vậy thôi, chứ thật sự ra nó còn hoàn toàn giống nhau hết mấy anh em. Chắc âm giống nhau, nó chỉ lai nhau đế từ. Rồi chiếc này mình, cặp này mình bán rẻ luôn, 2.300.000 nha, từ 190.000 con 76 mấy anh em. À nè, nó có mã QR nè, QC nè, hàng xuất khẩu đàng hoàng mấy anh em nha. Rồi tới đây mình có một cặp 30 nè, sườn đóng số mấy anh em nha, mà từ rất là dày luôn. Lo này từ rất dày cho nên là lo này độ nhảy rất là cao mấy anh em nha. Màn có số đàng hoàng, lo này thì màn nhập khẩu mấy anh em nha. Màn giống như lo màn PNC ý xịn luôn mấy anh em, nhưng mà lo này lo AK nè. Màn có số nè, giống đời nhau luôn, 74906 74906 ha, giống đời nhau. Lo AK nè, xa băng luôn mấy anh em, thì in ra băng. Lo này từ khoảng 180 nhưng mà từ dày mấy anh em, từ nó bằng gấp đôi từ người ta nè. Anh em nhìn không, từ người ta mới lớn đây đúng không, nó gì nè anh em, bởi vì sao nó không mạnh, nó không hay cho được ha. Cặp AK nè, còn một cặp nhất trước mình về nhiều lắm anh em, bán hết về còn cặp duy nhất nữa hết rồi, không còn ha. Cặp này mới về sao không còn cặp một nè. Cái điểm lo mấy anh em nhìn biết điểm lo xịn sò rồi ha, từ mẫu lỗ mũi bằng giấy nâu đó đó anh em nhìn nè, quá đẹp ha, nhìn quá đẹp luôn nè, xịn sò luôn đó anh em nhìn nè, quá đẹp luôn nè. Đó, điểm lo từ keo dưỡng gân từ nhện nè, lo này còn mới chưa sử dụng nè mấy anh em. Đó, lo này chưa bắt ốc chưa xài nha, cho nên mấy anh em khỏi sợ lo làm lại hay gì, những cái lo này là khỏi sợ lo làm lại, tại vì lo nó chưa có bắt ốc vô xài thì làm sao mà hư mà làm lại mấy anh em nha. Thì mình bao zin nè, lo coi như lo mới mấy anh em, cặp này coi như lo mới ha, mua trồng coi như nó nè, ốc chưa bắt vô lủng nè, lủng cái màn để bắt cặp ốc như nè, nếu cái lo bắt vô thì nó sẽ lủng nha mấy anh em. Nè, cặp này còn zin hết nè ha. Cặp AK này mình bán 3 triệu mấy anh em nha. Lo còn nè, anh em nào nhìn biết chơi là nhìn mới biết mới rồi nha. Đây tới đây mình có một cặp 40 có mã giật trên này. Cặp này là từ 190 quân 76, cái khung xương này của GCF anh em, nhưng mà lo này là hàng bãi nha. Màn sợi thủy tinh nóng ánh nè, giấy gấp mềm ha, cái giấy gấp mềm dẻo nè, đó rất là đẹp. Đây, lo này cũng tồn kho còn rất mới luôn anh em nè, cái keo chỉ màu hồng nè, đó anh em nhìn là biết liền ha. Quân 76 từ 190 khung xương GCF nè,
lo này còn đẹp nè. Các anh em nhìn cái điểm lo là biết xịn sò nè, thấy không? Nhìn điểm lo là biết, ha. Cặp này nhìn điểm lo là biết mấy anh em. Đó, keo màu trắng nha, điểm lo ha. Keo dinh của nó giống cái điểm lo này giống hệt như là lo xịn đó mấy anh em. Nhưng mà lo này hàng bãi xuất khẩu, ha. Nên cái điểm lo rất đẹp nè. Đó. Rồi chúng em cặp này giống nhau hết nha. Lo này cũng còn rất đẹp nha. Rồi, cặp này mình bán cho 2.700.000 nha mấy anh em. 2.700.000. 2.700.000 nha mấy anh em nha. Tới một chiếc nữa nè. Chiếc khung chiếc này từ 22 cu 100. Chiếc này sản xuất 2019 nè, khó mà mã màng. Cái khung xương này giống có bay ma mấy anh em. 22 cu 100. Đây ha, 22 cu 100. Nè mấy anh em, đó. Chiếc này có thể mấy anh em làm súp được nha. Là nếu mà anh em về làm súp 40 hoặc là làm full mà full chip lớn đó, ha, làm monitor rồi mấy anh em thì cái chiếc này cũng rất hay. Đây. Dễ nha đây. Ha. Đây nè. Dễ của nó. Cái lo này cái kiểu xương nó giống như bay ma mấy anh em. Lỗ mũi nó đổ nè. Lỗ mũi nó nâu nè ha. Lỗ mũi nó làm giống lỗ mũi của Jibel. Chiếc này mình bán 1.700.000 mấy anh em. Đó. Rồi. Tới chiếc nữa, chiếc này đẹp mấy anh em. Chiếc 40 này cao sâu mấy anh em. Chiếc này làm súp cũng được nè, súp hết sảy luôn. Ha, cái này làm súp 40 thì khỏi chê. Nè. Đó, màn có số có mã màn luôn nè. Ha, trên màn có đóng số nè. Chiếc này từ 22 cu 100 đế 7 màu nè mấy anh em. Đế xi 7 màu ha. Cuôn lớn, cuôn trăm. Cuôn trăm lớn mà lo này cao sâu mấy anh em. Quấn súp là hết ý luôn, lo này cao sâu cho nên lo này quấn súp rất là tốt. Ha, màn của nó. Cái khung xương này làm giống như phay tàu mấy anh em. Súp phay tàu. Gân tẩm dầu dinh của nó rất đẹp mấy anh em. Đó. Ha, lỗ mũi của nó nè. Đổ một lớp keo rất đẹp luôn. Ha. Chiếc này có thể mấy anh em về làm súp hơi được nha. Súp hơi, súp điện cũng được mấy anh em. Cho nên cái chiếc này mình bán cho 2.200.000 nè. Ha. Chiếc 40 khung xương này không phải tàu mấy anh em. Nhưng mà cái này hàng bãi chứ không phải hàng phải tàu. Khung xương nữa làm khung xương giống phải tàu ra nhưng mà nó làm rất đẹp. Ha. Màn có số rồi, màn nhập khẩu ha. Rồi. Tới đây mình có hai chiếc súp 30. Rất là khủng mấy anh em. Nè, đó là chiên súp cho mấy anh em. Chiên súp 30 từ 3 mấy anh em. 3 từ 2 gâu nè. 1 gâu nè mấy anh em ha. 2 gâu. 2 gâu mấy anh em. 2 gâu. 2 tầng cun mấy anh em, 3 tầng cun á. Chiếc này nó 3 tầng cun lận. 2 tầng cun, 3 tầng cun lận. Rất là cao mấy anh em. Chứ có độ tản nhiệt nè. Ha. Mình có hai chiếc cái này. Nói chung lo này thì quấn súp là hết ý rồi. Anh em nào về mà xài súp thì chiếc này là khỏi chê. Để lật nghiêng cho mấy anh em coi chứ lật đứng không nổi. Ha. Ha. Cun lớn mấy anh em. Cun lớn mà nó chạy hai tầng cun cái gì đó. Nó hai tầng gâu nè mấy anh em. Nè. Hai chỗ vô chạm lo mấy anh em nè. Hai chỗ vô chạm lo nè mấy anh em nè. Đó. Từ này nó khoảng 190 lượng. Từ lớn lắm mấy anh em. Từ 3 mà từ rất lớn mà từ đen mung luôn nè. Từ dày cái lo này quýnh. Hồi trước mình có mấy cặp. Mình bán rồi. Khách ai cũng khen tiếng rất là khủng nè. Ba cun nó dài lắm anh em. Cái này công suất lớn nha. Anh em về quýnh men khủng khủng quýnh mới nổi á. Có thể là anh em xài hai chiếc một cặp này có thể lên ngoài trời quýnh được ạ. Nó tiếng nó súp nó dữ lắm. Gia đình cũng được, ngoài trời cũng được. Tại đây này mình có hai chiếc nè. Hai chiếc mà anh em làm một cặp súp hơi ba đó quýnh cũng rất là tốt. Mà mua một chiếc cũng được ha. Một chiếc này á là cái giá nó khoảng 2.600.000 một cặp anh em. 2.600.000 một cặp nha. Chiếc này mấy anh em cứ coi kênh, chiếc lo này rất là xịn sò nè. Ha. Gần nó gần béo luôn nè. Ha. Nên còn rất đẹp luôn. Hai chiếc này còn rất đẹp. Anh em nào muốn máu thì xài một cặp súp đôi ba này quýnh rất là khủng anh em nha. Còn không máu thì mấy anh em nào xài gia đình thì mua một chiếc cũng được. Về gáp vô quýnh khủng lắm. Hồi trước mình có bán rồi. Anh em ai cũng khen. Ha. Thì hôm nay âm thanh bãi Tiến Phương nha. Có một số lo lên bán cho mấy anh em. Quên đấy, còn một chiếc súp 50 đúng không anh em? Đây. Còn một chiếc súp 50 nữa, bán luôn. Nè, trên sườn có mã vạch nè. 18ZB100. À, súp 50 mấy anh em. Súp 50 hàng bãi ha. Đây. Cái này nó làm giống như gan pin bí xịn hàng bãi xuất khẩu mấy anh em. Màn có số má đàng hoàng ha. Một chiếc 50 pin dưới xịn ha. À, cái này Trung Quốc bãi mấy anh em ơi. Thằng bãi xịn nó bậy. Trung Quốc bãi mấy anh em à. Nó làm giống như thôi.
kem sườn này cái nào chung mày nào là đồ xuất khẩu cho nó đẹp gì đó, có kem sườn, có mã vạch, có keo đồ giống, chứ không phải là chiếc này không xịn, chiếc này của Trung Quốc bậy ha. Rồi có một chiếc lẻ luôn nè, hàng Trung Quốc xuất khẩu mình bán 2.200.000 một chiếc này mấy anh em nha, 2.200.000 chiếc súp 10 còn rất đẹp, găng tẩm dầu đàng hoàng ha. Rồi hôm nay anh Thâm Bảy có một số lô bán mấy anh em mua thì liên hệ với mình, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí vận chuyển cũng không mắc đâu, vài chục ca thôi mấy anh em. Xin kính cảm ơn mấy anh em đã xem kênh của mình, xin kính chào và hẹn gặp lại video tiếp theo, xin tạm biệt mấy anh em.